tập 5. Lê Tổng, anh Nishino. Sao chứ, anh tới tiễn tôi sao? Tôi cùng đi với mọi người tới Phủ Thuận, áp tải 8 tấn vàng. Bất kể lúc nào, chuyến này có mọi người là tôi yên tâm rồi. Cái này là... đây là giám đốc Trương Ninh, ngân hàng Yamato. Chào trưởng quan, ngưỡng mộ từ lâu. Anh ấy đi cùng với chúng ta, lên xe đi. Dừng, dừng lại. Đồ diễn trang đi mà. Anh làm gì? Ra thành quay phim sao? Ra thành ngắm cảnh. Ôi trời ơi, ngắm cảnh cũng phải ra thành sao? Anh làm phim đông vui quá. Hẳn là đông vui rồi. Nói trước nha, chúng tôi chờ xem phim hay đó. Nào nào, cho qua. Đi đi. Chào đạo diễn Trang. Một chút tới đó. Mọi người nhanh trí một chút. Được, tôi biết rồi, biết rồi. Tiểu Tâm Giang đâu? Khi nãy Phát Đồ còn ở đây mà. Không biết đã đi đâu rồi. Chắc anh ta chưa từng thấy cảnh này. Sợ rồi. Gần tới giờ rồi. Mình không thể chờ anh ta. Chuẩn bị xuất phát. Được, mọi người cẩn thận đó. Tại sao không cho chúng tôi vào chứ? Phải đó. Đừng có đẩy. Lê tiên sinh xem đi, bọn ô hợp này tới thì được gì? Phải đó, quân nhân Mãn Châu Quốc đúng là không thể so sánh với quân nhân của Thiên Hoàng Bệ Hạ. Nếu lần này nhiệm vụ hộ tống vàng giao cho mình tôi phụ trách, thì tôi đảm bảo sẽ không có sai sót gì đâu. Giờ thì hay rồi. Bên Phú Thuận không yên tâm, cử thêm một đám người tới. Quân Ngụy để tỏ lòng trung thành cũng cử một đám người tới. Càng đông càng phức tạp, sẽ dễ gây hỗn loạn. Đây là cách làm việc của người Trung Quốc. Cứ tưởng đông là làm dễ. Cho nên Lê tiên sinh, mình lên tàu phải cực kỳ cẩn thận, đảm bảo vàng phải an toàn. Dân, tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này tôi không nói nhiều nữa. Người của Phú Thuận lên toa 9, quân Ngụy lên toa 7, lính của chúng ta lên toa 8. Lên tàu. Đi lên tàu, nhanh lên. Tiên sinh, tên này hơi ngông. Hắn là một con sói dưới trướng của Matsumoto. Ngửi thấy mùi trên người của hắn không? Sao lại không cho chúng tôi lên tàu chứ? Tôi cũng chịu thôi. Quần quân kêu họ bao chuyến tàu này rồi. Anh lên tàu trước đi. Dừng. Tại sao không cho chúng tôi lên? Tại sao lại như vậy chứ? Đúng là bất công mà. Sao lại như vậy chứ? Có tiền là giỏi lắm sao? Cô Tân Mang, sao cô lại ở đây? Lê tiên sinh, xin lỗi nha. Xảy ra chuyện gì rồi? Cô Tân Mang, đừng nói. Đừng gây rắc rối cho Lê tiên sinh. Cứ nói đi. Có lẽ Lê Mổ có thể góp sức mọn. Thực ra chuyện là như vậy. Cô Tân Mang vừa tới Phủ Thuận để đóng phim. Sáng nay nhận được điện báo, nói thầy cô ấy bị bệnh, mà chỉ có chuyến tàu này mới về Tân Kinh được thôi. Người Nhật đang chấp hành nhiệm vụ, hôm nay không đi là không kịp mất, làm người ta sốt ruột hết cả lên. Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ, thầy tôi thương tôi như là cha mẹ vậy. Nhưng mà bây giờ, vào giây phút cuối đời của ông ấy, tôi lại không thể nào về với ông ấy. Thật là... Được rồi, đừng khóc. Nếu tôi có thể đưa cô về Tân Kinh thì sao?
qua hôm nay là không kịp nữa đâu. Nhưng hôm nay chuyến tàu này đây, nào Lê tiên sinh, cảm ơn ông nhiều lắm. Chuyện nhỏ thôi, chỉ là trong chuyến đi cô đừng tùy tiện ra ngoài là được rồi. Ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ không đi lung tung. Tôi đi lấy ít nước nóng cho cô nha. Không cần đâu, tôi tự làm được rồi. Chuyện nên làm thôi. Đập sao xuống, tìm cửa sổ. Ai cho mở cửa sổ? Đóng lại đi. Tại sao không được mở cửa sổ trên tàu? Nếu như anh không phục tùng mệnh lệnh thì giờ hãy đưa người của mình cút về Phủ Thuận. Đóng lại đi. Dừng. Bên anh sao rồi? Đóng hết rồi. Xe trước xem thử đi. Là hầm đó. Nằm xuống. Nhị ca, tới giờ rồi. Hai tiếng nữa là tàu tới phải không? Phải đó. Không biết hội anh hùng Diệp đã lên tàu chưa? Nào. Đi thôi, ra phía trước tìm. Đi. Ra rồi tới anh đó. Nào nào, anh vào đi. Vào đi. Đội trưởng, tôi muốn hút. Cậu bị ngu sao? Người Nhật ở ngay bên cạnh, mình đổi cái khác là được rồi mà. Nói nhỏ thôi, nhỏ thôi. Nào nào, có đánh không? Không đánh thì anh đánh đi. Không đánh thì anh đánh đi nha. Rồi rồi, để tôi đi. Nè, đừng chơi nữa. Đừng chơi nữa, im hết đi. Bỏ hết rồi phải không? Vậy thì tôi đi đó. Đi. Nè nè, làm gì vậy? Vậy đi, đừng có ngủ nữa. Đội trưởng các người đâu? Báo cáo. Đội trưởng đi vệ sinh. Đội trưởng các người về thì nhắn lại, không ai được tự ý rời khỏi vị trí. Dân. Đi rồi.
cô Tân Mang lại không uống trà chứ? Tôi không uống đâu. Khi nãy tôi đi hơi vội, uống nước suốt dọc đường. Xem tôi kìa, tôi đúng là vô tâm. Để tôi đưa cô đi. Ông là đàn ông, ông đưa tôi đi như vậy thì tôi cảm thấy ngại lắm. Gặp cô Tân Mang tôi hơi thất thố. Ra cửa phòng đi thẳng, ngay đầu toa thứ hai, sau đó nhìn qua bên phía tay phải là cô sẽ nhìn thấy. Được. Nè, mà tôi ra ngoài liệu có gì bất tiện hay không? Không sao đâu, chỉ cần cô đừng chạy lung tung là được rồi. Nhớ kỹ, đừng có qua toa 7. Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay thôi. Đội trưởng, nhà vệ sinh này thật sự rất an toàn. Có người. Còn lên nữa, lại chạy lên đầu tàu luôn đó. Xuống lại đi, xem có cửa sổ nào mở không. Được. Không khí trong lành. Mở rồi. Mở hết ra. Dạ. Ngoài cửa sổ có cái đầu treo lủng lẳng. Đầu? Để tôi xem. Ở đâu? Lạ lùng vậy. Là chúng tôi đó. Đừng đừng đừng. Là tôi đây. Chị à, là tôi đây. Là tôi đây. Anh đã đi đâu vậy? Muốn hụ chết chúng tôi sao? Vào đi. Nhanh lên.
Đội trưởng đây mà. Sao hắn lại ở đây? Hút thuốc trong phòng. Mở cửa sổ. Cho nên chúng tôi nhảy vào. Mọi người ra sao rồi? Tôi vừa lên tàu là trốn trong nhà vệ sinh toa riêng số 1. Tôi không biết gì hết. Còn mọi người thì sao? Tôi và em tôi trên nóc tàu suốt. Thấy toa 89 toàn là lính. Toa 7 thì sao? Toa 7 toàn là quân ngụy, không có gì hết. Toa 7 là quân ngụy. Nishino chắc chắn không tin người Trung Quốc, cho nên Giang sẽ không ở toa 7. Rất có thể là ở toa 8, hoặc là nằm ở toa 9. Chắc là không sai. Toa 8 toàn là đội hiến binh, là người của Nishino. Toa 8 toàn là người của Nishino, phải đó. Vậy Giang chắc chắn là nằm ở toa 8. Đây là toa 7, đây là toa 8, kia là toa 9. Toa 7 là quân ngụy, toa 8, toa 9 là người Nhật. Muốn qua được toa 8 thì phải đi ngang toa 7. Tôi muốn hỏi, làm sao để né được canh gác chặt chẽ của quân ngụy và tai mắt của người Nhật kia chứ? Xem đi, mình có tất cả là 6 người. Tôi nói sai là 5 người rưỡi. Với thực lực của mình, đánh nhau trực diện với chúng là lấy trứng chọi đá. Mình có thể cho người Nhật kêu lập lờ đánh lận con đen. Lập lờ sao? Cô Tân Mang, Lê Tiên Sinh, ông tìm tôi sao? Tôi thấy cô lâu quá chưa về, còn tưởng là cô gặp rắc rối gì rồi. Đi với ông thì gặp rắc rối gì được chứ? Đi thôi. Tới giờ rồi. Theo lời dặn của Tân Mang, xuất phát. Biết là nói thế nào không? Biết. Đừng trách tôi không khách sáo. Biết mà. Nè, tất cả đứng lên đi. Nghe Thái quân dặn dò. Ba cân ớt xào trong chảo sâu lòng. Thái quân nói là mọi người vất vả rồi. Thái quân vất vả rồi. Có cải trắng muối chua. Cần 7 lại cho 8 cân. Phải cho cả thịt thăn. Thái quân nói mọi hành động phải nghe theo lời của Thái quân. Có rõ chưa? Rõ rồi. Bớt nói đồ ăn lại đi được không? Không biết tiếng Nhật sao? Biết vậy để tôi làm cho. Anh mà nói là chết chắc. Thái quân nói báo ai không nghe lời là cho người đó chết chắc, nghe chưa? Dạ nghe. Quăng đi. Cháy rồi. Cháy rồi. Tàu cháy rồi. Cháy rồi. Lê Tiên Sinh, sao tôi nghe bên ngoài ồn như vậy? Hình như là có người kêu cháy rồi. Sao lại cháy? Không được, tôi phải đi xem thử. Tôi đi với ông nha. Cô đừng có đi, nguy hiểm lắm. Ở đây đi. Ông nhớ cẩn thận đó. Yên tâm đi.
Cháy rồi, có ai không? Mau dập lửa đi, có ai không? Cháy rồi. Người đâu? Cháy rồi. Người đâu? Cháy rồi, mau dập lửa đi. Tại sao lại cháy chứ? Tôi không biết tại sao nữa. Sao lại cháy như vậy? Tổng giám đốc, lửa to quá. Mình phải đi tìm người. Mau ra sao gọi người đi. Đi nhanh lên. Vậy còn ông? Ông phải làm sao đây? Đừng có lệ mệ nữa, nhanh lên đi. Đừng lo cho tôi. Nhưng mà mau đi, mau tìm người đi. Lê tiên sinh, ông sao rồi? Cháy rồi. Cháy sao? Ông có sao không? Không sao, tôi không sao. Cô đừng đi, nguy hiểm lắm. Uống nước đi. Lửa có lớn không? Không biết sao lại cháy. Cô đừng có đi nha. Đầu của tôi. Sao vậy? Lê tiên sinh. Lê tiên sinh. Cháy rồi. Thái quân, tổ hai cháy rồi. Mau cho người dập lửa đi. Cháy sao? Mau dập lửa. Mau dập lửa đi. Biết rồi. Anh qua tòa 8 trước, phối hợp với hoàng quân dập tắt lửa đi. Được, được rồi. Chức giả rồi. Chức giả rồi. Chức giả rồi. Ba cần ớt xào trong chảo sâu lòng. Đứng lên, mau dập lửa. Đi, nhanh lên, nhanh lên đi. Vậy anh làm sao đây? Đại ca, đại ca, mình là đồng bào với nhau. Tôi còn có mẹ và con thơ. Xin anh tha cho tôi đi. Cháy rồi. Thái quân. Thái quân. Thái quân. Tôi hai cháy rồi. Mau cho người dập lửa đi. Thái quân, ngài còn không đi là sẽ cháy sang tòa 1 luôn đó. Lê tổng của chúng tôi đang ở trong đó. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ chàng. Còn về chuyện chữa cháy, đi tìm quân Mãn Châu ở tòa 7 đi. Bọn Nhật không bám theo sao? Lửa này mình mà dập được, vậy thì phải làm sao? Khoan đi, tôi có cách. Thái quân nói, người Trung Quốc quá vô dụng. Các người không thể chữa cháy. Người Nhật anh dũng thiện chiến, bảo họ đi chữa. Nhưng mà, nhưng người Nhật cũng có tới đâu. Mình cứ trơ mắt nhìn cháy như vậy, chút nữa mọi người thành heo quay thiệt đó. Nóng giận, bực bội, đồ ngu. Cho các người chết bây giờ. Thái quân nói, các người phải ra sức mà la làng lên, hiểu không? Dạ rồi, dạ rồi. Nào nào, mình cùng la đi. Cháy rồi. Cháy rồi. Cháy rồi, dập lửa đi. Cháy rồi. Dập lửa đi. Mau dập lửa đi. Cháy rồi. Mau dập lửa đi. Dập
Báo cáo, lửa cháy rất to. Bọn người Trung Quốc chỉ đứng nhìn thôi, không ai đi dập hết. Nếu như cứ như vậy, e rằng cả tàu đều sẽ nguy ngập. Tất cả lính của tòa này đều ngồi yên tại chỗ. Kêu lính của tòa chính theo tôi đi dập lửa. Dừng! Cháy rồi! Mau dập lửa đi! Đừng có la hét! Đừng có la hét! Đừng la hét! Bọn ăn hại! Tránh ra! Tránh ra đi! Mau dập lửa! Nhanh lên! Đi! Đạo diễn Trang, nói cho các người nghe, người Nhật đang ở đó dập lửa. Mọi người cổ vũ cho họ. Phải hô đủ 10 phút cho tôi. Mọi người cùng hô nghe chưa? Nghe rồi. Nếu như không hô đủ 10 phút thì đừng hòng về toa, có nghe không? Có nghe không? Mau hô đi, hô đi. Được rồi, cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên, là lớn lên. Cố lên. Cũng tới giờ rồi. Nhị ca, nhị ca, tàu tới rồi. Nhị ca, tàu tới rồi. Tốt, tốt lắm. Thấy chưa, chỉ thiếu thời cơ mà thôi. Dạ, chắc chắn hội của Diệp Lăng Phong đã thành công. Mau mau, mau lấy xe đuổi theo. Sao chậm như vậy? Ba chúng tôi chờ trên đó cả buổi rồi. Còn Nhật mãi không mắc bẫy. Mất thời gian nãy giờ. Được rồi, hành động đi. Nhanh lên. Nè, phủ giới. Đừng đừng đừng. Tại sao bên trong vẫn còn rất nhiều người Nhật? Tôi đã nói người Nhật không có ngu rồi, mà mọi người không tin. Được rồi, mau nghĩ cách đi. Bọn người Nhật nhấn mạnh kỷ luật, không có lệnh của cấp trên chúng sẽ không rút đâu, trừ khi lửa thiêu chết chúng. Anh biết tiếng Nhật phải không? Phải. Nhị ca, sao tàu lại không dừng? Lái xe thêm nửa tiếng là tới ga kế tiếp. Quản cái gì chứ? Bình thường Nhị ca dạy cậu sao? Phải giữ bình tĩnh mới làm được chuyện đại sự, hiểu không? Cậu muốn tôi sốc chết hay sao? Nhị ca bình tĩnh đi. Lửa càng ngày càng lớn. Mọi người mau chóng dập lửa đi. Khốn kiếp, đứng lên cho tôi. Đây là lệnh của trưởng quan Nishino. Nhưng trưởng quan Nishino không cho phép chúng tôi nhúc nhích. Còn không dập lửa là cháy hết đó. Khốn kiếp, anh muốn kháng lệnh sao? Tất cả đứng lên. Xuất phát. Rồi rồi, dừng đi, hết giờ rồi. Để họ làm tiếp đi, chúng ta đi. Nào nào, đi thôi. Đi thôi, mệt chết đi được. Cố lên chứ chị chứ. Nè, cố lên nha. Cố lên. Trưởng quan, các người tới làm gì?
Chúng tôi tới đây dập lửa. Tôi bảo các người ở tòa 8 mà. Ai kêu các người tới? Chứng quan Nishino, không phải ngài cho người gọi chúng tôi tới sao? Tôi cho người gọi. Chết rồi. Tránh ra đi. Lâu như vậy rồi. Vàng đâu? Chưa tìm thấy. Hai người mau qua tòa chính tìm xem. Được rồi, nhanh đi. Tìm tiếp đi. Mình có thể cho người Nhật Chiêu lập lờ đánh lận con đen. Lập lờ sao? Tòa 89 là người Nhật, tòa 7 là quân nguyện. Chỉ cần mình chuyển chúng ra trước hai tòa là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Khi không chúng là rời tòa sao? Khi không chúng đương nhiên là không rời tòa rồi. Mình có thể tạo ra sự cố. Cháy rồi. Thái quân, tòa 2 cháy rồi. Mau cho người đi dập lửa đi. Báo cáo, lửa cháy rất to. Nếu như cứ như vậy, e rằng cả tàu sẽ nguy ngập đó. Tất cả lính ở tòa này ở yên bất động. Bảo lính tòa chính theo tôi đi dập lửa. Tránh ra. Dập lửa đi. Đi. Vậy ý của cô là tòa 8 tòa 9 sẽ thành tòa trống? Phải. Rồi làm sao? Sau đó thì đổi bản tòa. Cố lên. Cũng giống như anh đi tàu, ngồi trước Tiểu Tâm Giang. Anh muốn đi vệ sinh. Sau khi anh đứng lên đi mất, Tiểu Tâm Giang ngồi vào chỗ của anh. Vậy sau khi anh về thì sao? Khi tôi về thì sẽ ngồi trước Tiểu Tâm Giang. Cũng tức là Tiểu Tâm Giang ngồi vào chỗ của tôi lúc nào không hay. Thì đó, mình phải lợi dụng ảo giác này. Sao rồi? Xong. Đã đổi xong bản tòa 8 tòa 9. Sau cùng là tách tòa 8 tòa 9 khỏi chuyến tàu này. Đi. Tàu nhiếp, mau qua đây, nhanh lên. Mạnh lên một chút nữa. Tránh ra, nhanh lên. Đứng lên hết cho tôi. Tôi hỏi anh, là tòa mấy cháy? Hình như là tòa 2. Lúc về các người đã đi qua mấy tòa? Tôi không nhớ, khi nãy lửa to quá cho nên đã làm chúng tôi choáng. Ai nhớ? Tránh ra đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi kia không có, bên này thì sao? Không có gì hết. Đã tìm hết chưa? Đừng nói là vàng, ngay cả cộng lông cũng không có. Không lẽ là chúng ta đã nhầm lẫn rồi? Vàng không có trong toa này. Không lẽ chúng ta nhầm lẫn gì sao? Không thể nào. Người Nhật canh kỹ càng như vậy, không ở toa này thì ở đâu? 8 tấn vàng lận đó, đó không phải là con số nhỏ. Đâu thể không nhìn thấy chút nào chứ. Sản xuất phim Dương, tìm tiếp đi. Xem thử ngăn giữa có không. Kiểm tra rồi, toa này không có vàng. Công cốc rồi, tôi còn định phát tài luôn đó. Chỉ anh công cốc thôi sao? Nó nhảm thêm câu nữa xem. Được rồi, được rồi, đủ rồi đó. Không thèm để ý tới anh. Đi đâu vậy? Đi tè. Ở phía trước. Đừng 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 đừng. Anh Hùng Diệp, Thường Lão Nhị, xém nữa là hụ chết rồi. Người của mình hết. Cái gì đây? Anh nói đi. Anh Hùng Diệp, vụ đó sao rồi? Vụ gì? Thì là 8 tấn vàng đó. Đừng có hỏi tôi, lên hỏi bọn họ kìa. Họ đang bực đó. Không đưa anh theo sao? Chúc gặp nha. Chúc gặp. Tốn công rồi, còn tưởng sẽ phát tài kia chứ. Đuổi theo. Các vị anh hùng vất vả rồi. Còn về chuyện chuyển vàng, tôi và anh em của tôi đều lo hết. Vàng đâu? Nè, mọi người xuống xem đi. Xuống hay không? Tôi tìm được vàng rồi, ở ngoài này. Tại sao đây? Làm gì vậy? Bên trong này rỗng đó, chắc chắn là có đồ rồi. Mau xem đi, xem đi. Để tôi xem, đừng có chen. Đừng có chen mà. Có không? Lấy dụng cụ ra. Mau lên, lấy dụng cụ ra, nhanh lên. Mau lên, mau lên, mạnh vào. Cố lên đi. Nhìn đi, có độ luôn nè. Là thật đó, kéo thùng ra. Không được, hàng dính vào rồi không mở được. Búa đâu? Xem đi. Gì vậy? Vàng thiệt đó, tốt quá rồi. Có vàng. Có người. Là người Nhật đó. Mau mau, rút đi. Rút, nhanh lên. Rút đi. Nhanh lên, nào nào. Nhanh lên, nhanh lên. Nào, kéo tôi lên. Kéo tôi lên.
Tiểu Tâm Giang, ra trước nói với chú tài xế, chút nữa lại gần tàu thả tôi xuống. Làm gì? Tôi phải về tàu. Về tàu để làm gì? Tôi mà không về thì Lê Thiện Khôn sẽ nghi ngờ đó. Mọi người nhớ cẩn thận. Được. Đáng ghét.